Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Trung tâm Đồ Cổ Văn 6 sẽ chia sẻ cho quý vị về cái đôi nọ hoa sen. Đôi nọ hoa sen này nó khác với những đôi nọ hoa sen khác, bởi vì đôi nọ hoa sen này được làm trên cái chất liệu bằng gỗ ngọc am, một cái dòng gỗ rất là thơm. Và chúng tôi thì vẫn còn để mộc, không có sơn xước gì vào, để cho nó lấy được cái mùi hương thơm của cái dòng gỗ tự nhiên này. Một cái bình chúng ta thấy được rằng là cắm rất là nhiều bông. Ở đây nó có 21 bông, cả bông, cả lụ, cả lá, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ nói là 21 bông. Và cái chiều cao của nó cao lên đến tận 85. Chiều rộng của cái bình này nó lên tới tận 55. Và cái chiều sâu của nó lên tới tận 40. Tức là một trong những cái bình hoa sen rất là to, đẹp. Và quý vị nhìn thấy, khi quý vị trưng bày một trong những cái bộ bình hoa sen này ở trong phòng khách, thì quý vị sẽ thấy được nó có cái mùi hương thơm tuyệt vời trong phòng. Điều đặc biệt đáng nói ở đây là gỗ ngọc am có thể xua đuổi trừ tà và sẽ làm cho cái không gian trưng bày của quý vị nó thêm phần sang trọng, và nó đem lại cái giá trị phong thủy rất là tốt. Về cái bình gỗ ngọc am, chúng ta có thể là kê lên cái đôn, thì ở đây chúng tôi có một số các cái mẫu đôn chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Đôn tròn thì nó có loại cao 40 đấy, rồi thì cao 50, cao 60, 70, 80 cho đến cao 1 mét, thì tùy theo cái giá trị khi mà quý vị muốn trưng bày cái bình hoa sen này cần cao bao nhiêu thì quý vị có thể lựa chọn. Bởi vì chúng tôi ở đây thì chia sẻ cho quý vị để cho quý vị thấy được rằng là nếu chúng ta có mua bình hoa sen thì chúng ta cũng phải có những cái chỗ kê làm sao cho nó thật sự là hợp lý và nó đẹp, nó bắt mắt, chứ chúng ta không thể để dưới đất được, đúng không ạ? Còn chúng tôi để bình hoa sen này ở trên cái đôn này cũng là chỉ để ở đây để check cho quý vị xem thôi, chứ còn chúng ta mà trưng bày thì chúng ta phải mua cái đôn riêng, đúng không ạ? Một là chúng ta trưng bày một đôi bình hoa sen này, hai là chúng ta sẽ trưng bày một bình hoa sen riêng để chúng ta trưng bày trong phòng khách. Thì ở đây chúng tôi đã check cho quý vị một số các cái mẫu đôn, từ đôn tròn, đôn vuông, từ chiều cao cho đến là kích thước của nó chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị rồi, cho nên là nó sẽ rất là phù hợp với cái tiêu chí khi chúng ta trưng bày cái bình hoa sen lên trên này. Nó rất là chắc chắn, đúng không ạ? Và nó rất là cân đối đối với cái bình hoa sen, để chúng ta thấy được rằng là bình hoa sen nó đã cao 85 rồi thì chúng ta nên lựa chọn cái đôn làm sao cho nó phù hợp, đúng không ạ? Khi mà quý vị đã nhìn thấy những cái mẫu đôn mà chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị, thì ở đây chúng tôi làm trên cái chất liệu bằng gỗ hương. Và một trong những cái đôn mà được chạm khắc rất là cầu kỳ, làm rất là cẩn thận, chúng tôi làm đều là 4 mặt. Đấy, chúng ta có thể trưng bày nọ hoa sen, trưng bày tượng, rồi thì trưng bày những cái sản phẩm như là bình gốm, bình ghiếc đều đẹp cả. Bởi vì trong một cái video chỉ có vài phút thôi thì chúng tôi không chia sẻ hết chi tiết cho quý vị được, nhưng như thế này cũng đã chia sẻ cho quý vị để cho quý vị thấy được cái giá trị khi mà chúng ta có bình hoa sen để trưng bày lên cái đôi này rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.